ngoài con đường tín niệm xứ thì còn những con đường nào để đi đến sự giải thoát? Tất cả những lời dạy của Thế Tôn trong Kinh Tạng đều đi đến giải thoát. Từ một bài kệ 4 câu cho đến một bài kinh dài như Trường Bộ, tất cả lời dạy Thế Tôn đều là con đường đi đến giải thoát, có điều mình có nhìn thấy hay là không thôi.